Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Thu Phương từng nối cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Huy MC. Cuộc hôn nhân của Thu Phương và Huy MC bỗng nhiên trùng lại khi Huy MC trả lời phỏng vấn một bài báo mới đây. Mới đây Huy MC khiến nhiều người bất ngờ khi giải bày lý do thực hiện khiến anh và Thu Phương ly hôn. Huy MC phân trần nhiều người đã hiểu sai về tôi, ai cũng nghĩ tôi đào hoa, lăng nhăng nên mới Thu Phương bị bỏ. Thực ra trước khi yêu lấy Thu Phương, tôi có vài bạn nhưng ở với Phương, rồi tôi không có cơ hội nữa đâu. Huy MC cùng tiết lộ Thu Phương yêu người khác trước khi anh phạm lỗi. Thời điểm đó, tôi vì Việt Nam bị kẹt do bị tạm dừng xuất cảnh. Cho đến tận bây giờ ai có hỏi chuyện, tôi vẫn nhận do mình ngoại tình, cho hợp lý Huy MC nói. Tuy nhiên đó là Huy MC nói, còn Thu Phương thì từng chia sẻ, tôi không thích những chuyện thuộc về cảm nhận, tôi tự đổ lỗi cho mình vì đã làm vai trò của người đàn ông trong cuộc hôn nhân đó. Khi có những giây phút tuyệt vời, người đàn ông trong đời mình nói thẳng luôn là Huy MC không có đủ bản lĩnh để chống chọi với sự thay đổi. Dù trước đó chính anh ấy luôn thay đổi, tôi cũng không bao giờ dư luận đổ lỗi. Lên tên tuổi, tôi gạt hết mình. Trong sự thật là những năm tháng đó, tôi phải nuốt nước mắt để đi tiếp. Nhìn lại cuộc hôn nhân sau 10 năm, Thu Phương tâm sự, tôi thuộc mẫu người cổ điển. Nghĩ mình là phụ nữ nên bất kỳ vấn đề gì cũng phải chịu đựng vì xấu chàng hổ ai. Trước đó tôi muốn nói đã hết solo như Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung. Nhưng tôi không lựa chọn điều đó, tôi chỉ biết giá trị cuối cùng của tôi là gia đình. Với tôi, người đàn ông song hành với mình là quan trọng nhất. Và rồi tôi luôn phải giấu giếm. 14 năm hôn nhân tôi không bao giờ nhận lời yêu thương hay món quà sinh nhật nhưng lại thấy rất bình thường. Vì tôi nghĩ mình yêu là đủ rồi, có thể nói cái lỗi lớn nhất của tôi, cái lỗi không đòi hỏi nên khi xảy ra chuyện, tôi không trách anh Huy dù trong lòng tôi rất đau đớn. Vì lúc đó tôi nghĩ cuộc sống không chỉ là hai người mà còn là hai đứa con. Nỗi đau của tôi không phải vì tình yêu mất mát mà còn vì bổn phận và trách nhiệm. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến người thứ ba. Sự tha thứ không có là quá vĩ đại. Thu Phương bén duyên với Huy MC từ năm cô 18 tuổi. Khi ấy Thu Phương là một ca sĩ, còn Huy là một tay trống kém dưới sự chương trình một ban nhạc trẻ tại Hà Nội. Năm 1993, Thu Phương và Huy MC tổ chức đám cưới. Trong 12 năm chung sống, cả hai còn hai đứa là Duy Hải và Thanh Thảo. Đến năm 2003, Thu Phương, Huy MC sang Mỹ lập nghiệp 4 năm, họ đề nghị ly dị. Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm, trả lời báo chí vì nguyên nhân chia tay, Thu Phương chia sẻ cô không tình cảm, điểm chung với chồng, đồng thời ngày càng nhận ra nhiều khác biệt trong mối quan hệ khi cả hai trải qua trong giai đoạn khó khăn tại Mỹ. Dư luận lúc ấy có đồn đoán Thu Phương và Huy MC làm đơn giấy đế tìm cách định cư tại Mỹ. Tuy nhiên một số nguồn tin khác lại cho rằng ca sĩ Hồ Ngọc Hà chính là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của Thu Phương và Huy MC. Từ đó có tin đồn ca sĩ Thu Phương vì muốn bảo vệ hạnh phúc cho bản thân là Thu Phương đã tặng cho người thứ ba kia một cái tát trời giáng. Vì sau Thu Phương chính thức lên tiếng khẳng định tát Hồ Ngọc Hà. Trong khi Huy MC thừa nhận anh khá khổ sở vì mối tình lỗi lầm với Hồ Ngọc Hà. Lúc đó cả hai đứa bị sét đánh thôi, còn tôi cảm thấy có lỗi với tất cả là với các con, Huy MC nói. Sau khi ly hôn, Thu Phương có hạnh phúc mới bên Dũng Tây Lư, trong khi Huy MC kết hôn với Bảo Quyên, một cô gái người Mỹ gốc Việt. Vào năm 2008, Thu Phương từng tiết lộ Bảo Quyên là người phụ nữ dễ chịu, hiền lành và không làm các con của cô cảm giác mê ghé con chồng. Nói về cuộc hôn nhân 14 năm của Huy MC và Thu Phương bộc bạch với đẹp, tôi không tiếc nhưng buồn với kết thúc. Không nhưng mong muốn ít nhất trong giai đoạn đó, tôi biết mọi sự thay đổi có kết quả khác nhau. Bây giờ Huy MC có kết quả tốt hơn so với sống với tôi. Và nó cũng chứng minh bằng hạnh phúc hiện tại của anh ấy với người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó giản đơn hoặc không đòi hỏi anh Huy quá nhiều như tôi. Hoặc người đó không cho anh Huy vị trí mà anh ấy mong muốn. Còn tôi không làm được nên đã đổ vỡ. Thu Phương Huy MC từng là cặp đôi vợ chồng hạnh phúc.
đẹp đôi trong mắt nhiều khán giả. Ai ngờ cặp đôi lại ngay chia tay. Với tình yêu có họ xây dựng không phải một ngày hai ngày. Huy MC là mối tình đầu của Thu Phương khi cô ấy 18 tuổi và đang là ca sĩ nổi tiếng. Còn Huy MC là học năm cuối Học viện An ninh. Âm nhạc đã gắn liền họ, kết rõ ra, không thể sống thiếu nhau. Chuyện tình cảm này được ban đầu được lòng mẹ Huy MC. Ông bà không thích con trai lấy vợ nối nghiệp cầm ca. Vì yêu thương nhau sâu đắm, cặp đôi thuyết phục được phụ huynh. Năm 1993, cặp đôi kết hôn và không lâu sau đó có hai con chung. Thời điểm đó, Thu Phương luôn tự hào và hạnh phúc mỗi khi nói về chồng và cả con. Tưởng chừng cuộc sống của cặp đôi này cứ mãi bình yên như thế, thì sóng gió ập tới khiến họ phải xa cách, xa quê hương đầu năm 2003, vợ chồng Thu Phương và Huy MC sang Mỹ lập nghiệp. Đối diện với cuộc sống mới, Thu Phương nhận rất nhiều sự rạn nứt trong mối quan hệ của cô và chồng. Trong khi Thu Phương luôn cầu tiến và muốn phát triển sự nghiệp ca hát, Huy MC nướng đi mới, dù vẫn yêu ca hát. Biết chuyện chồng có người khác, Thu Phương quyết định chia tay, kết thúc cuộc hôn nhân 14 năm trong nước mắt. Nữ ca sĩ trái lòng vì hôn nhân cũ, 14 năm hôn nhân, Huy MC chưa bao giờ là chỗ sữa của cô, bởi anh là cuộc sống đơn giản và không làm tròn trách nhiệm của người đàn ông trong hôn nhân. Vì quá yêu chồng nên Thu Phương luôn gồng mình để đảm vai trò của anh trong gia đình. Mãi đến tận sau này, cô mới hiểu rằng trong hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là đủ. Tuy chia tay nhưng Thu Phương và Huy MC vẫn coi nhau là bạn bè. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.